Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi CS Mobile. Thử thế. Đây cũng chỉ là một cái nick khá là gài. Rất là gài. Cá đồ thì khỏe lắm thôi. Không, gần như. Hầu như thôi. Đó. Gà thôi, chỉ lại gà thôi, có mỗi mấy đồ với bạn nữa thì chả gì vớ ba vớ vẩn. Đây ở này thì mình nhận từ cái lần quay khi nhận một tủ thế này để xe bộ ba, và có mấy khẩu súng mình cũng được nhận từ đấy. Cải thiện cầu đấy, còn lại bình thường đúng không, vẫn yếu kém. Ông ấy 8.158 tiền với cả 629 kim cương vẫn là ít. Mình thì hầu như mình trúng con dao này và khẩu lực này vĩnh viễn. Đây đi. Nó mới ra nên là mình cũng phải mình cày luôn để nhận cái nhân vật vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Cứ để quái ngã rồi. Hơi gà một tí. Lên, lên, lên. Mình nhớ thao tác cũng như mình là chỗ này mình chết hơi nhiều. Đó. Đó biết nhận chỗ này gì. Đấy. Khó thật. Mình rất là khó chịu cái nhỏ này. Cực khó chịu. Đấy. Đến chỗ mặt nhảy. Đấy. Tôi rất là mắc tôi rồi. Ui dồi. Mình có biết cửa vào đó mình ngay luôn. Cũng ngọt rồi kìa. Lỗi gì? Lỗi. Mình vừa đỡ đấy. Đi tới.
Nếu cho những người nào không biết thì nếu các bạn đến đây thì còn một chỗ nữa thôi. Mỗi cửa có mỗi cửa 10 này, có mỗi 10 này. Còn có nhiều nữa, còn chỗ này nữa. Đây, mình sẽ đi vào xem. Chui xuống. Ấn đi nít. Nhảy xuống, đấy đó. Về cứ có cái chỗ nhảy. Nhảy chỉ tóc mấy này. Đó, thế thôi. Tóc xóa. Mình thôi bốc cua và chế độ zombie nữa đi. Có một cái dây zombie ok. Hình như có thằng Việt Nam ở đây. Cái này, thằng này phải. Mình ở đây. Y danh của Việt Nam. Chết chết là biết mấy rồi. Vít phết. Ôi nhảy được, nhảy được. Cái đấy mình không biết. Nhảy được 2 phết. Rồi, chết. Chết chết chết. Nhảy xuống. Một thằng bị cận chiến rồi nhỉ. Lên kia này. Biết ngay mà. Nói này chỉ có đúng. Chả biết xây dựng cho đúng cao được. Get off.
Rớt nhanh. Không nhảy có được. Vào lòng. 7 từ level 8 trở xuống cơ bản là nạp 3 cấp thế giới rồi nhỉ. Và ở cái map này mình sẽ chơi C4 God.
Danh Danh ok. Đây là cách để mình có thể tàng hình mà không bị phát hiện. Còn nếu di chuyển này các bạn phát hiện này, các bạn có thể như thế này. Đấy. Cứ ấn nút nhảy liên tục. Cứ nhảy liên tục. Điều rất là tốt đấy. Khó rồi, trận này rất khó đấy. Quá khó. Tim mình toàn đi phí đi. Không chấp nhận. Chơi một trận đấu. Đấu dài đi. Rồi, cái năng thấy ạ. Ô tím có thằng đối sát kìa. Quất nó, quất nó tăng rồi. Quất. Vâng, chúng tôi có biết anh đang làm cái gì. Quất, quất, quất. Ok, hãy
xem sự ngu người là mình như này. Ngu người này. Ngu người. Ủa, sẽ còn tiếp tế mà 4 nó 1. What the fuck? Lên cứu nào. Trời ơi. Lên cứu đi. Đúng rồi, tốt lên. Lên cứu anh nhé. Bỏ trùng cũ. Thôi làm sao nó không cứu nó. Chỉ một mình. Cứu đi. Đứa phá cả đứa thì như gì bò. Ừ, Trung Quốc. Trung Quốc. Đấy, thấy chưa? Tìm một quán ngu. Và tìm một quán ngu. Tìm một quán ngu thế. Đúng rồi, giết hết nó. Giết hết của nó. Giết hết. Đúng rồi, không có đồng đội thế tốt đấy. Top 2 à? Chém nó. Cắt cổ nó. Chọc chọc. À đúng rồi, mình tới rồi. Nó còn chế độ gì để mình nhập chơi? Chế độ này mới chơi được. Mới chế độ trắng. Đi chém rồi. Rồi, bóp lại đi. Rồi, chúng ta sử dụng búa sắt. Vũ khí đầy uy lực. Rồi, tìm mấy khỏe. Có thằng Việt Nam này. Đó nhỉ. Tìm nó. Thế thì tim không giỏi rồi. À lưu. Thử cá lấy. Thử cá lấy. Cho cá lấy vào mồm. Chém sao đấy. Rồi ok. Tốt. Thế là tốt. Mình tao chấp hết đây.
ở mồ, biển hát ở mồ. Cất tờ giấy anh em ra cứu nào, ai ra cứu nào, ai ra cứu nào, ai ra cứu không. Đó này coi như là tèo đúng rồi, hoặc tèo biết tay nữa. Và tôi nghĩ có thể là video tới đây kết thúc. Tạm biệt.